Hi, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Top Manga. Trong chương 1081, Gap đã đụng độ với cư gian. Cả hai đã có một cuộc chiến khá lớn. Qua đó ta cũng biết được nhiều điều về lý do và quá trình cư gian gia nhập băng dâu đen. Gap đã cho người học trò cũ của mình một cú đấm cực mạnh, khiến ông về với đất mẹ theo đúng nghĩa đen. Nhưng có thua luôn hay không thì vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Bên cạnh diễn biến kể trên, cuộc chiến của Jordan và Lo cũng đã trở lại sau thời gian dài bị bỏ ngỏ. Đúng như dự đoán của độc giả, anh Luật đã thua nhưng vẫn thành công trốn thoát nhờ pha chơi đồ cắn kẹo kịp thời của Beppo. Vậy Jordan có phải kẻ đến ít hết hay không? Cư gian có quay lại đánh tiếp với Gap? Anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong video hôm nay nhé. Và đây là video Dự đoán One Piece Chap 1082, cư gian quay trở lại, đại chiến ở Egghead bắt đầu. Số 1, cư gian chưa bị hạ. Diễn biến đầu tiên có thể xảy ra, đó là Aokiji sẽ quay trở lại đánh tiếp với Cap. Trước đó, ông ấy đã nói với anh hùng hải quân là không muốn để Kobe trốn thoát trong tình cảnh Tich vắng nhà. Điều đó phần nào chứng minh cư gian sẽ cố gắng ngăn Gap, mặc cho ông ta đang ở phe nào. Bởi lẽ, trên đảo còn có những đội trưởng Titanic khác, chúng sẽ nhìn vào biểu hiện và hành động của cư gian. Tối thiểu, ông ấy phải phản kháng cực gắt với ông nội Luffy trước khi cố ý để họ chạy thoát. Chứ bị hạ sau một chiều thì hơi giả chân. aoki trong Time Skip đã có một cuộc chiến lớn với thủy sư đô đốc đương nhiệm là Akainu. Theo lời chim xanh nói trong phim Z thì ông ta chỉ sơ suất nên mới thua. Còn mới đây, trong chap 1081, cư gian cũng nói rằng sau cuộc chiến, chắc hẳn Akainu cũng bó bột như xác ướp. Điều đó đồng nghĩa Aokiji có sức mạnh suýt soát với chó đỏ, tức là trình thủy sư đô đốc. Không lý nào thủy sư đô đốc lại gục sau một chiều. dẫu sao cũng là đẳng cấp của kẻ đứng đầu hải quân kia mà. Cho nên, cư gian sẽ sẽ trở lại và nếu ông ta vẫn giữ được đạo, giữ được tình nghĩa của mình, không bị biến chất thì vị đối đốc sẽ đánh tiếp, tung ra nhiều chiêu hơn, nghiêm túc hơn nhưng mà là để đánh lừa Sirius cùng những tên khác đến khi có cơ hội, ông sẽ vừa thua để gấp cứu Kobe và trốn thoát Việc Aokiji quay lại trong chapter 1082 là thứ được nhiều độc giả mong chờ và quan trọng hơn hết là nó có tỷ lệ xảy ra khá cao với biểu cảm mà Gap và Aokiji đã thể hiện ở trong 1081 trước đó, dường như họ không cùng phe. Tức là Aokiji không phải thành viên thanh gươm, nên nếu chim xanh trở lại, Gap sẽ đánh người học trò cũ của mình một cách túi bụi. Lúc này ta sẽ thấy được nhiều hơn, biết được rõ hơn về sức mạnh của Gap, về lý do người ta gọi ông là anh hùng huyền thoại. Có điều, ngoài việc Aokiji trở lại, còn có một vấn đề khác, đó là Stereo cùng những tên khác sẽ nhảy vào tham chiến. Kobe và Pringles cùng với các thành viên còn lại phải cố gắng cầm chân chúng nếu không muốn Gap bị hội đồng. Tuy nhiên, bên phía gáp không có ứng cử viên nào sáng giá để chống lại Stereo. Hy vọng cô bị tỏa sáng và thể hiện được bản lĩnh của người mang biệt danh anh hùng cảng Rocky. Không thì ông nội Luffy phải cân hai. Aokiji rất khó để cố tình thua khi đứng trước cặp mắt tinh tường của cựu canh ngục Impel Down. Stereo ăn trái tăng hình. Tuy nói là Haki quan sát sẽ cảm nhận được, nhưng trong lúc đánh nhau say máu, chưa chắc gáp nhận ra được Sư đến gần. Nếu Suke Suke no Mi quá dễ bị khắc chế bởi kẻ sở hữu Haki quan sát thì Tich đã không cướp nó và đưa cho một con quái vật như Serio. Vậy câu hỏi được đặt ra là trong viễn cảnh tồi tệ nhất, Gap có cân hai được hay không? Nhìn chung, Gap về già mạnh hơn dâu trắng, mặc cho thời đỉnh cao họ ngang nhau. Bởi lẽ ông nội Luffy ăn uống quá healthy, toàn bánh gạo với thịt, trong khi dâu trắng thì rượu chè chiên miên cho nên sức khỏe bị ảnh hưởng. Bằng chứng rõ nhất là gáp đủ sức dùng haki liên tục ở Hachinosu mới đây. Đây đã là một điểm lợi thế thì có thể thấy rõ tác dụng của haki khi đối đầu với kẻ ăn Logia. Ở Marineford, bố ra đâm Aokiji nhưng không xin nhê, còn gáp tay bọc haki túm đầu phát là tấn công được ngay. Haki rất quan trọng và dùng được nó thì gáp cũng phần nào hạn chế được việc bị Serio chọt lén. Với haki quan sát, nếu tinh tế và kỹ tính một tí, gáp có thể chống lại kẻ ăn trái tăng hình. Dù vậy, vấn đề muôn thuở của các huyền thoại bên cạnh bệnh tật thì đó là sự giảm sút của độ bền họ rất mau mệt mau xuống sức cái này ta đã thấy quá rõ ở Rayleigh một huyền thoại cũng không bị bệnh tật làm ảnh hưởng giống như Gap cho nên anh hùng hải quân nếu chiến lâu dài có nguy cơ ông sẽ bị kiệt sức và bị lấn át anh em nghĩ sao về việc cư gian trở lại trong chương trình 1082 hãy comment bên dưới phần bình luận nhé số 2 kẻ bất ngờ xuất hiện giúp Gap không hiểu sao mình cảm giác Gap sẽ không chết, không chỉ bởi màn thể hiện ấn tượng mới đây hay việc trên Hachinosu đang không có ai đủ mạnh, mà cảm giác của mình đó là có một người khác sẽ đến và giúp Gap. Có hai cái tên sáng giá lúc này là Moria và Katakuri. Với Moria, ta được biết Perona đang trên đảo và chạy khắp nơi tìm tên cựu thất vũ hải. Chính cô đã thả cô không lại trừ khả năng. Cô nàng này đã tìm và cứu được Moria, hắn có thu với băng dâu đen, nhất là Serio, kẻ trực tiếp kế thừa năng lực của Absalom. Tên cựu thất vũ hải này nhìn thế thôi chứ sống khá tình nghĩa. Nếu được cứu, có thể hắn sẽ nhảy vào tấn công Syria. Đánh lại hay không thì chưa rõ, nhưng ít nhất là hắn cũng giúp gáp cầm chân được một kẻ mạnh ở phe đối phương. Chưa kể, năng lực của Perona khá hữu hiệu, cũng có thể khiến hàng tá binh lính của Tich mất hết ý chí chiến đấu, tạo điều kiện cho hải quân dễ hạ họ hơn. Cái tên thứ hai mình nghĩ đến là Katakuri, đơn giản vì Putin đang bị bắt, anh trai quốc dân là người rất yêu gia đình của mình. Anh không cho phép ai đó ăn hiếp các anh chị em. Cho nên, Kata có thể sẽ dẫn quân đến Hachinosu để cứu người. Chắc chắn hiện giờ, người thay mẹ lớn làm thủ lĩnh băng Big Mom chính là Kata. Người duy nhất đủ sức mạnh và uy tín. Nếu Kata dắt theo Oven và Cracker, cùng với một hạm đội nhỏ đến đảo Hải Tặc, vậy thì Gap sẽ có lợi thế khi mà đối thủ của ông phải phân tán lực lượng để đối đầu với kẻ thù khác. Khá là hay đấy chứ, sẽ rất tuyệt vời nếu điều này thật sự xảy ra trong trăm 1082 tới đây. Có người đến hỗ trợ thì Gap sẽ nhẹ gánh hơn, Katakure thì tỷ lệ khá hên xôi, chứ Moria thì gần như chắc chắn sẽ nhảy vào cuộc chiến này. Sẽ ra sao nếu trong chương tới Gap đang dần đuối thì có người đến kịp. Vậy thì rất tuyệt vời, nắm chắc ông nội Luffy sẽ sống sau vụ này. Số 3. Đại chiến ở Egghead bắt đầu như thường lệ thì cứ bị bỏ ngỏ một khoảng, Oda sẽ cho diễn biến bị bỏ ngỏ đó quay lại. Đã qua 3 trang chúng ta không thấy Luffy hoặc ai đó trong băng mũ rơm xuất hiện. Có khả năng trang 1082, Uda sẽ cho họ comeback. Diễn biến ở Egghead vẫn là tâm điểm của tâm điểm, bởi ở đây đang là nơi quy tụ của những kẻ vô cùng máu mặt. Hai nô sư thì chỉ có Gaf và Alkeze, thiếu đen. Elbat thì xanh hạ kíp mất rồi, lò rất đài nên cũng đang chạy trốn. Với XH có tối thiểu 3 thế lực lớn sắp đụng độ, bao gồm băng tứ hoàng mũ rơm, hạm đội của Kizaru dẫn đầu và tàu của băng dâu đen, có thể đích thân tích trên đó. Đặc biệt thì lực lượng hải quân tham chiến lên đến 100 tàu, với sự có mặt của Kizaru cùng ngũ lão tinh Satan, có cả các phó đô đốc, nhưng ta chưa rõ là gồm những ai, mà trong đó chắc chắn có thủ lĩnh G14, phó đô đốc đô Trận chiến ở AGS sắp tới sẽ vô cùng lớn. Chưa kể, với cách set up này, không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều đồng minh khác của Luffy đến giúp cậu. Ví dụ như là Marco này, một người vừa có hin sẽ đến tìm Vegapunk. Chính Buckingham Stussy đã bảo anh tìm tiến sĩ nếu nghi ngờ thân phận của Weevil. đội mũ rơm, Ôi, lặn từ Dreadosa đến giờ, mấy ác trôi qua rồi, bao nhiêu năm trôi qua rồi. Oda ơi, hãy cho đầu màu gà trở lại đi chứ. Thậm chí, Dragon cũng có thể đến đảo đấu trứng vì trước đó Saka đã gọi cho ông trùng quân cách mạng và nói về cái chết sắp xảy ra với mình. Là bạn bè của Vegapunk cộng thêm việc tiến sĩ nắm rất nhiều bí ẩn của thế giới, có ông ấy thì quân cách mạng sẽ mạnh hơn cho nên Dragon có thể sẽ đến ít hết. Và từ đây, cuộc hội ngộ và trò chuyện lần đầu tiên của cha con nhà khỉ sẽ được lên sóng. Anh em nghĩ sao về việc chap 1082? Cuộc chiến cực lớn ở Aegis sẽ chính thức bắt đầu ở cuối chap và lớp ló có những người khác đang tiến đến. Những người này sẽ giúp Luffy chống lại hải quân và băng dâu đen bởi với lực lượng hiện tại của Lu, thật sự khó để cho cậu và đồng đội có thể đột phá được vòng vây gồm 100 tàu chiến với hải quân, rất cần có sự hỗ trợ ngay lúc này. Đây sẽ là một cuộc chiến hoàn hảo. Giờ sắp giữa năm 2023 rồi, Aegis sẽ không kéo dài thêm. Chuyện gần đây break liên tục, tiến độ đang rất chậm. Dù tác giả đã cố rút ngắn nhiều tình tiết như cho xanh hạ kít nhanh hơn hay lược bỏ phân đoạn đánh nhau giữa Tích với Lo và đến luôn kết quả như ở chap 1081. Tình hình trên XH hiện tại tuy khá rối ren nhưng cơ bản chỉ cần hại York và cứu những người còn lại là xong. Hại York không khó, đám Seraphim thì bộ ba quái vật băng mũ rơm sẽ sớm đẩy lui được chúng mà thôi. Với những điều đó, có thể ở chap 1082 chúng ta sẽ thấy Oda tua nhanh diễn biến và khai mạc cuộc chiến XX luôn. Số 4. Hành động của Cross Diễn biến thứ tư có thể được Oda cho lên sóng, đó chính là hành động của tổ chức Cross Guy. Các ông lớn đã ra sân, bát tứ hoàng, đô đốc, huyền thoại gáp, thậm chí đến cả ngũ lão tinh cũng tham chiến. Ấy thế mà Cross Guy vẫn biệt tích sau hàng loạt sự kiện, bất kỳ nhút nhát, chuẩn, Mihawk thức thích yên bình, chuẩn, nhưng Crocodile là kẻ đầy tham vọng và toan tính. Không lý nào hắn lại ngồi yên ở cái giai đoạn đầy biến động này. Nhất định hắn sẽ chuẩn bị cho kế hoạch và hướng đến mục tiêu nào đó, khả năng cao là vũ khí cổ. Có thể ở chương truyện tiếp theo, chúng ta sẽ biết được hành động tiếp theo của Cross Guy sau vụ truy nã hải quân, Crocodile sẽ làm gì. Mỹ vẫn sống yên bình hay cũng nghiêm túc lao vào cuộc chiến cuối cùng để thỏa mãn đam mê chiến đấu, mai rũa lại kỹ năng sau những năm tháng sống nhàn nhã tại địa bàn của mình. Còn có một thuyết âm mưu tương đối thú vị đó là Crocodile bằng cách gì đấy mà biết được tin Wano có Blue Tom. Hắn kéo Cross đến đây và Mihawk đã phản bội lại cá sấu vì ông có liên hệ gì đó với Wano Quốc. Nếu anh em thấy giả thuyết này hay, hãy bình luận bên dưới, mình sẽ làm về nó sau nhé. Số 5. Một số diễn biến khác Cuối cùng là một số diễn biến phụ có thể xảy ra. Thứ nhất, tình trạng của Sabo được tiết lộ. Đây cũng là một vấn đề bị Oda bỏ ngỏ khá lâu rồi. Viêm đế giờ ra sao? Đó cũng là một dấu hỏi lớn cần được giải đáp. Sabo giờ không đơn giản là kẻ số 2 của quân cách mạng mà anh còn được gọi là Viêm đế, một nhân vật rất được lòng dân. Sự sống chết của Sabo ảnh hưởng cực kỳ lớn đến thế giới. Thứ hai là tình trạng của Kuma trong trang bìa chắc 1081, chúng ta đã thấy hình ảnh bong bóng xuất hiện. Có một người bạn để lại bình luận trong video là bong bóng đó là hin về Kuma. Mình thấy khá là hợp lý đấy chứ. Bây đầu trong chính chương sau, Oda sẽ cho chúng ta biết được tình hình của bạo chúa sau khi ông ấy leo lên thánh địa và bị nã pháo liên tục vào người. Phần cuối video là chuyên mục quảng cáo. Bạn đang buồn phiền vì nhiều tiền, mệt mỏi vì học giỏi. Bạn FA lâu năm nên chưa biết cách tỏ tình với Crush. Đừng lo, Hãy đến với shop tranh anime của bọn mình Sắm ngay một bức tranh in theo yêu cầu cực đẹp Tặng crush và chém gió với cô ấy rằng Em như bức tranh này vậy Vì đó là thứ anh muốn ngắm mỗi ngày Link ở ngay dưới phần mô tả Và đó là một số dự đoán của bọn mình về chap 1082 Cảm ơn anh em đã xem video Đừng quên like, share, đăng ký kênh Để ủng hộ bọn mình nhé Chúc anh em một ngày tốt lành Bye bye